Được, trái này trái bầu hay trái bí cha, chúng hay là trái bầu holo hả, bí holo gì đó đúng không? Mấy cái kia thì nó bị rụng hết rồi. Được, có trái này là tương đối lớn nhất, không biết được không? Người ta đã mấy trái người ta ăn rồi, mình chưa có trái nào hết. Cần tới nó ra được nhưng không biết có được ăn hay không nữa. Sợ mấy ông này lắm mà. Đây này, để trái bí thằng nãy chụp hình nó đã, đợi cuối cùng nó tèo lại cục như vậy luôn. Thôi không muốn nói nữa. Đất khô hả ta? Đất có khô không? Khô phải tưới nước phải. Cô là tới phần tưới nước. Đây có mấy cây mấy trái đây nữa.